Ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, tình trạng người dân giăng mắt điện như một mạng nhện khá phổ biến. Không chỉ ngoài đồng mà còn kéo băng ngang đường, làm người đi đường phải lo sợ. Mùa mưa bão, nguy hiểm này sẽ còn đáng báo động hơn nữa. Những chiếc cột điện tạm bợ, thậm chí là đã mục. Đường dây điện đã cũ, giăng mắt là sát đầu người hoặc kề bên mặt nước. Những cái bẫy điện sẵn sàng cướp đi mạng sống của con người chỉ trong giây lát. Những hình ảnh rùng rợn này xuất hiện nhan nhản ở nhiều vùng nông thôn tỉnh Đồng Tháp, nhất là những khu vực làm mương rẫy, nuôi thủy sản. Mùa khô đã sợ, mùa mưa bão lại càng đáng sợ hơn. Thế nhưng, có lẽ nhiều chủ nương rẫy này đã quá chủ quan khi vẫn làm nương giữa trời mưa gió, ngay dưới đường điện. Phải an toàn chứ, nơi cho cái trụ phải đổ khổ bằng xi măng, tấm cái thứ mà cây tre này nó bắt tử nó mục mình đâu hay. Theo thống kê của Điện lực tỉnh Đồng Tháp năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018, có tổng cộng 28 vụ tai nạn điện làm 29 người chết. Trong đó 22 vụ là do bất cẩn trong sử dụng điện sinh hoạt, nhất là từ các hệ thống điện tự kéo thiếu an toàn. Một con số đáng báo động cho chính sự chủ quan của người dân. Thì những cái nguy cơ tiềm ẩn đối với cái hệ thống điện do bà con tự kéo trong cái mùa bão như hiện nay thì gồm có cái dây dẫn điện thì có khả năng bị chóc vỏ hoặc là qua chạm vào cái mái tôn, chạm vào dây trần hoặc là các cái vật dụng khác là bằng kim loại, dây dẫn chạm vào cây xanh hoặc mắc dây thấp có khả năng dẫn điện là khi chúng ta qua chạm vào sẽ gây ra cái tai nạn điện. Dây dẫn điện là mắc lên các cái cây gỗ mục tạm bợ hoặc trên cây xanh, khi có mưa gió lớn sẽ làm cây ngã đổ gây đứt dây, khi chạm vào cũng sẽ gây ra cái tai nạn điện. Đặc biệt nếu mà để dây điện bị ngập nước hoặc bị vùi nơi ẩm ướt thì nguy cơ xảy ra tai nạn điện là rất cao. Ngoài ra, theo khuyến cáo của ngành điện, trong điều kiện tự kéo điện phục vụ sản xuất, người dân nên chú ý những điều kiện an toàn tối thiểu như sử dụng cột bê tông hoặc cột gỗ, đường kính ngọn cột lớn hơn 8cm, độ cao lớn hơn 4m tính từ mặt đất, đường dây dẫn điện công suất lớn hơn 2.5mm², các mối nối được quấn bằng cách điện, sử dụng cầu dao tự ngắt. Hãy đảm bảo an toàn điện cho chính mình và mọi người trước khi những hậu quả đáng tiếc xảy ra.